Vì có một việc vô cùng hệ trọng, ông tể tướng đã mắc vào trong tôi. Xin ra ông ăn cơm trước khi nhà chưa xong đâu. Ông tể tướng ta, đây này có nghe không? Ngày ta thiết triều cùng các khanh luận tội. Pháp quan, dạ. Luận tội, dạ. Dạ, môn tâu thái hậu cùng hoàng thượng, ông tể tướng đây đã mắc vào ba tội lớn à. Tội thứ nhất, nhận hối lộ của thương nhân ngoại quốc, cho hàng lậu thuế tràn vào chèn ép hàng nội của ta. Tội thứ hai, xâm phạm ngân quỹ quốc gia, lấy tiền đóng thuế của dân để quăng vào chiếu bạc, xây lâu đài cho vợ, cho con. Tội thứ ba, ý chức quan to, cậy thế làm càn, ám hại người trung thực, dám can ngăn điều ác. Dạ môn tâu thái hậu cùng hoàng thượng, cứ chiều theo luật hình tiên đế đã ban, thì ba tội này của ông tể tướng sẽ bị tịch biên gia sản và đem ra pháp trường xử chém. Tể tướng đi ra, 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 ra.
đã biết tội của mình rồi chứ? Dạ, thưa hoàng thượng, thần biết tội của thần rất lớn, nhưng xin hoàng thượng hãy xem xét tha cho. Nhưng tội ấy thần sở dĩ mắc vào là sợ cũng có lệnh truyền của hoàng hậu kia. Không sợ mất đầu hay sao? Tin dân dạ cần không dám nói sai. Đúng là hoàng hậu đã ra lệnh. Không nghe. Hoàng thượng. Hoàng thượng ơi. Ngày nó đẩy ông đấy. Dạ. Hồi sáu còn tiếp như vậy sao? Lính đâu?
luật pháp đề ra muốn nhiệm màu thì phải dám đánh, cứ cái đâu trở xuống. Dạ, thái hậu anh minh. Dạ, muôn tâu thái hậu cùng hoàng thượng, thần có điều hệ trọng xin được trình tấu ạ. Sao? Lại có điều gì mơ án nữa đây? Muôn tâu thái hậu, người đang làm hoàng hậu bây giờ là giả. Không phải người năm xưa đã cứu giúp hoàng thượng ở trong rừng? Đây chính là người chị song sinh cháu trở bất lương đã đẩy em mình vào rừng sâu để chiếm ngôi hoàng hậu. Hơn nhau bảy chữ chân thì tình chữ phải thì đâu ngoài vòng đúng mà để tranh giành ngôi vị công danh người nơi bắt đường tâm tình tâm thời máu mù sao ý tành nghi. Bà cứ chờ đó, rồi bà sẽ rõ. Dạ chỉnh tướng quân. Nói. Dạ, cô gái ấy đã bị bắt đi rồi. Sao? Dạ, khi chúng tôi tới nơi thì căn phòng trống rỗng, đồ đạc ngổn ngang. Chúng tôi đã cố lục tìm, nhưng không thấy người đâu. Lui! Ghê gớm thật. Bà đã nhanh tay hơn tôi. Bà đã bắt và giết nàng rồi sao? Ta không giết ai cả. Ta không biết người con gái nào hết. Hoàng thượng! Hoàng thượng ơi! Hoàng thượng ơi! Ông ta cố tình vô ơn để hãm hại thần thiếp ạ. Bức thư của chàng Chưa nhấn làm gì em vẫn coi như mẫu vật thiêng liêng. Chàng ơi, chàng hãy tin em mà. Còn người là một tên quỷ quyệt, định dối lừa hoàng thượng và cả triều đình hay sao? Chính ta là người con gái ấy. Ta đã cứu sống hoàng thượng. Ta là hoàng hậu của đất nước này. Dạ, trình thái hậu cùng hoàng thượng có một nhân chứng xin được vào trình diện. Cho nhân chứng vào. Hoàng thượng, vậy
hoàng thượng bị thương như thế nào? Tên bắn hay dao đâm mà? À đúng rồi, tên bắn hay là dao đâm? Tên à, mà sao? Tên hay dao cũng thế. Lúc ấy á, ta chỉ thấy toàn thân của hoàng thượng máu chảy đầm đìa. Vậy hoàng thượng bị thương ở đâu? Thưa hoàng hậu. À bị thương ở đâu hả hoàng hậu? Thì bị ở ngôi trạng chứ còn ở đâu nữa. Ta là ta phải xé áo của ta để băng bó cho chàng. Có phải mảnh vải mà hoàng hậu đã xé đây không ạ? À? Đúng rồi, chiếc khăn của ta ngày ấy em đã dùng nó băng bó vết thương cho ta. Em đây rồi. Đúng, em thật đây rồi. Hoàng thượng! Thôi. Hỏi ba câu thì bà sai đến bốn. Diệu Nhân, tôi tưởng bà ta đã nhanh tay bắt và giết nàng rồi. Đúng là tôi đã bị bắt và giam vào ngục tối. Dạ. Giả muôn công thái hậu cùng hoàng thượng, tiện nữ có điều xin được trình tấu ạ. Người hãy nói đi. Dạ muôn tông, chính hoàng hậu đã ép con cho nàng Diệu Hiền uống thuốc độc để thủ tiêu à. Nhưng sao? Nhưng vì thương nàng ở nên con đã không nỡ ra tay, nên con đã pha toàn nhân trần lẫn với thuốc mê. Lỗi của ngươi rồi. Ngươi đâu? Hãy giải xuống ngục tối chờ ngay xử chết. Hoàng thượng hãy cứu em. Hoàng thượng. Dạ muôn tâu thái hậu, xin ngự cho con được nói một lời. Dù sao người ấy với con cũng là tình ruột thịt, con xin người hãy tha tội chết để ăn năn hối cải làm người ạ. Ôi, tấm lòng của con thật bao dung độ lượng, không vì những đáng kê riêng mình mà mang hận oán thù. Con xứng đáng làm mẫu nghi thiên hà. Dạ, thái hậu thiên tuế. Thiên tuế. Diệu Hiền, xin nàng hãy tha lỗi cho ta. Cho đến bây giờ ta mới nhận ra em, cho đến bây giờ ta mới nhận ra sự thật. Hoàng thượng, dạ trình mẫu hậu, đây mới là con dâu của mẹ, đây mới là hoàng hậu của các khanh. Hoàng thượng vạn tuế. Hãy cùng nhau vui múa hát ca mừng cho một nhà trên dưới thuận hòa, mừng đất nước ta muôn đời thịnh vượng. Nghệ sĩ nhà hát trò tuồng Bắc Giang đến đây là hết. Một lần nữa cho phép chúng tôi xin được trân trọng gửi tới quý vị đại biểu, ban tổ chức, hội đồng giám khảo cùng các bạn đồng nghiệp và đặc biệt là khán giả của Hà Nam những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc liên hoan thành công rực rỡ.